Lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên thì một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng ta đang quyết liệt thực hiện đó là đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Quyết tâm của Đảng đã nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Vậy mà trên một số trang mạng xã hội vẫn có những tiếng nói lạc lõng, cố tình xuyên tạc, phủ nhận quyết tâm phòng chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ của Đảng ta. Vậy, những tiếng nói hồ đồ, vô căn cứ ấy được cất lên nhằm mục đích gì? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Cao Đức Thái, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền Con Người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu độc lập, trao đổi về vấn đề nêu trên. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Và để bắt đầu, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau. Sau những đảng viên có chức, có quyền bị khởi tố, bắt tạm giam và đưa ra xét xử vì tham nhũng, tiêu cực như Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, đại gia ngân hàng Trầm B, thì căn cứ vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ này đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho thôi Ủy viên Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Anh vì những sai phạm trong công tác. Mới đây nhất, cũng vì những sai phạm trong quản lý kinh tế, thì ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Có thể nói, chưa bao giờ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng lại diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả như bây giờ. Không nể nang, không khoan nhượng và không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Đó không chỉ là thông điệp được đưa ra từ Hội nghị Trung ương 4, mà còn là quyết tâm chính trị rất cao của Đảng. Quyết tâm đó đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của một Đảng cách mạng cầm quyền và cũng là cách để Đảng ta làm trong sạch nội bộ, xây dựng một nhà nước pháp quyền, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Tất cả những cái vụ mà chúng ta xử lý kỷ luật, xử lý bằng pháp luật thì đều có kiểm tra, thanh tra, giám sát rõ ràng. Và đặc biệt trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng là chúng ta cũng đã công khai, minh bạch tất cả những khuyết điểm, những sai lầm, những cái vi phạm của cán bộ đảng viên. Cũng không có cái vùng nào được gọi là vùng cấm. Đảng, nhà nước cũng như chính phủ đã có rất nhiều những cái biện pháp để đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Điển hình như là những cái vụ xử án vừa qua liên quan đến các hệ thống ngân hàng cũng như xử lý một loạt các cán bộ. Thì tôi thấy cả hệ thống chính trị đang vào cuộc. Tôi tin chắc rằng là công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Thưa tiến sĩ Cao Đức Thái, là một nhà nghiên cứu xã hội, thì tiến sĩ có nhận xét gì về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch nội bộ mà Đảng ta đang tiến hành ạ? Gần đây, Trịnh Xuân Thanh về đầu thú và đặc biệt là cái vụ việc ông Đinh La Thăng bị bắt, tạm giam, khởi tố và sẽ truy cứu về những cái hành vi làm trái các quy định về quản lý kinh tế của nhà nước và tham nhũng. Điều này thể hiện một cái quyết tâm chính trị và có tính chiến lược, đấy là chống tham nhũng. Cái quyết tâm này đấy, nó thể hiện trước hết là ở Bộ Chính trị của chúng ta, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta tập trung sự chỉ đạo rồi là thu hút các cái cơ quan chức năng vào cuộc đấu tranh này. Tất nhiên là trong đó có truyền thông, có nhân dân, vào Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị. Thứ hai, những cái khía cạnh chiến lược là ở chỗ này, là cái cuộc đấu tranh này đã được Đảng ta cân nhắc, vạch ra những cái bước đi thích hợp. Chừng nào còn tham nhũng thì cái cuộc đấu tranh này vẫn còn tiếp tục. Vậy thì vì sao Đảng ta lại đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí trong thời điểm hiện nay ạ? Chúng ta phải nói rằng nhân dân đã thể hiện một cái sự bức xúc trước cái tình trạng suy thoái, tình trạng tham nhũng âm thầm và cũng như là công khai đang diễn ra mà báo chí đã phản ánh. Hay nói cái khác, đây là một cái đòi hỏi từ cuộc sống, đòi hỏi của nhân dân. Chúng ta đã chuẩn bị được về cơ chế, về tổ chức, về nhân sự cho cuộc đấu tranh này. Đây là một điểm mà tôi cho là hết sức quan trọng. Bởi vì cái quyết tâm chính trị của chúng ta đấy, đã đánh là phải thắng. Chứ không phải cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng này giao cho bất cứ ai cũng được. Mà phải giao cho đúng người.
có phẩm chất, có đạo đức, có tiếng nói, uy tín. Đặc biệt là cơ quan đảm trách cái nhiệm vụ đó, đấy là cái ủy ban kiểm tra của Trung ương Đảng. Nếu chúng ta không chuẩn bị tốt về nhân sự, thì lại có thể rơi vào cái tình trạng bị các cái thế lực tham nhũng, thoái hóa, mua chuộc, thì cũng không đem lại hiệu quả gì. Đấy là những cái lý do mà vì sao chúng ta lại đẩy mạnh cái cuộc đấu tranh vào cái thời điểm hiện nay. Tôi cũng rất đồng tình với những nhận định của tiến sĩ Cao Đức Thái. Đây là cuộc đấu tranh mà lòng dân ý đảng gặp nhau. Vậy nhưng có một điều lạ là ở đâu đó trên các trang mạng xã hội thì những kẻ cơ hội phản động lại đang ra sức lợi dụng điều này để xuyên tạc, phủ nhận quyết tâm phòng chống tham nhũng của đảng. Ngay sau đây, mời quý vị và các đồng chí đến với một clip ngắn. Với những luận điệu hết sức mơ hồ, xảo trá, những kẻ cơ hội phản động đang ra sức lợi dụng những kết quả đạt được của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua để tung tin bịa đặt, vu khống đảng ta với những lời lẽ hết sức nguy hiểm. Như cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này không có gì là mới, là đặc biệt. Đây chỉ là cuộc đấu tranh nội bộ của đảng cầm quyền. Hay chừng nào còn độc đảng thì chừng đó còn tham nhũng. Tham nhũng là căn bệnh nan y mà đảng không có thuốc chữa. Đổi trắng thay đen, lợi dụng các trang mạng xã hội để hướng lái dư luận, làm phai nhạt niềm tin của nhân dân với đảng, chia rẽ đảng với nhân dân, vốn là những chiêu trò không mới của những kẻ tự cho mình là nhà yêu nước, nhà hoạt động nhân quyền, nhưng lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ và đố kỵ. Phải chăng là chúng đang sợ đảng ta mạnh lên, nhân dân ta ngày càng thêm tin đảng, thì mưu đồ đen tối của chúng sẽ đến hồi cáo chung, nên đành nhắm mắt nói bừa, cố tình không hiểu, không thấy rằng cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm trong sạch đảng để xây dựng một nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo đang đi đúng hướng, được toàn dân ủng hộ và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Thưa tiến sĩ Cao Đức Thái, tiến sĩ có bình luận gì về những phương thức thủ đoạn mà những kẻ cơ hội thù địch đang lợi dụng để xuyên tạc hạ thấp quyết tâm phòng chống tham nhũng của đảng ta như phóng sự mà chúng tôi vừa phản ánh ạ? Sau khi xem phóng sự của các bạn và những cái theo dõi của chúng tôi vào trên các mạng xã hội và trên kênh YouTube thì chúng tôi thấy cái thứ nhất là chúng xuyên tạc cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng của đảng ta là một cuộc đấu tranh giữa các cái phe nhóm với nhau chứ không phải vì cái mục tiêu và vì cái lợi ích của nhân dân. Thậm chí có kẻ còn nói xuyên tạc, nói xấu đồng chí Tổng Bí Thư. Và có một cái thủ đoạn nữa có thể nói là rất nguy hiểm. Chúng cho rằng tham nhũng nó sản sinh ra từ trong cái thể chế của chế độ chúng ta, từ vai trò và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên mạng chúng nói là cái chống tham nhũng này là hết thuốc, tức là không thể chữa được. Vì sao họ lại cố tình xuyên tạc hoặc là hạ thấp quyết tâm phòng chống tham nhũng lãng phí của đảng ta? Là vì vào cái âm mưu của thủ đoạn xưa nay của chúng là phá vỡ cái mối quan hệ mật thiết giữa đảng và nhân dân. Mục tiêu của chúng đầu tiên là như thế. Thứ hai là chúng gây ra một cái sự nhận thức mơ hồ, hỗn loạn của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta. Và từ đó, chúng làm suy giảm mà mất lòng tin của nhân dân đối với lại đảng và chế độ của chúng ta. Và quan trọng nhất, tất cả những cái thủ đoạn này của chúng đều đi đến một cái sự chuẩn bị cho một kịch bản mềm về chính trị. Khi mà có thời cơ đến, tức là gây các cái điểm nóng và bạo loạn để lật đổ các cái chế độ của chúng ta. Đấy là cái lý do vì sao chúng lại sử dụng cái sự xuyên tạc chống phá chế độ chúng ta dựa trên và chính cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta. Với những lý do đó thì những kẻ cơ hội thù địch thường sử dụng những chiêu trò gì để gieo rắc sự hoài nghi trong dân chúng về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí của đảng ta? Thứ nhất là chúng cường điệu hóa cái tình trạng tham nhũng
thoái hóa ở trong đảng. Điều này chúng lấy trên báo chí công khai của chúng ta. Hay nói cái khác là những cái thông tin chính thức của báo chí chúng ta đã nêu. Thì đấy là cái mà chúng lợi dụng những thông tin đấy để gây ra một cái sự nhận thức mơ hồ về bản chất của chế độ chúng ta. Đấy là một cái thủ đoạn. Cái điểm thứ hai là chúng có những cái comment bình luận kín đáo nhưng rất ác ý. Đôi khi chúng còn đóng vai người tử tế. Và cuối cùng như tôi đã nói đấy, là chúng quy kết cho bản chất của chế độ, quy kết cho bản chất của đảng. Vâng, vậy thì sự nguy hiểm của những chiêu trò đó là như thế nào ạ? Những chiêu trò này đấy nhằm gây ra sự rối loạn trong nhận thức của nhân dân về cái quyết tâm chiến lược của đảng ta trong chống tham nhũng. Cái thứ hai, thủ đoạn của chúng nhằm vào cái mục tiêu là phá vỡ cái mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với đảng ta. Tách cá với nước, khi có thời cơ đến, lợi dụng sự bức xúc của người dân đối với thực trạng tham nhũng thoái hóa ở trong đảng mà tạo ra phòng cái cuộc khủng hoảng về chính trị để thay đổi cái chế độ của chúng ta. Vậy để làm thất bại những mưu đồ đen tối đó thì chúng ta cần phải làm gì ạ, thưa tiến sĩ? Trước hết tôi nghĩ rằng ấy, là cán bộ đảng viên và nhân dân chúng ta cần phải giữ vững niềm tin vào vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của đảng ta nói chung và vai trò lãnh đạo, đặc biệt là sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư trong cái quyết tâm chính trị chống tham nhũng. Phải khuyến khích các cái cơ quan truyền thông báo chí, mà truyền hình của các bạn cũng là một lực lượng quan trọng, phải được đề cập, thậm chí phải có chuyên mục như là nhận diện sự thật. Bộ Thông tin Truyền thông của chúng ta cần phải quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo các cái báo mạng, các cái trang mạng. Ở đây có hai mặt. Một mặt chúng ta cần khuyến khích các cái mạng tích cực, các trang mạng chính thức của chúng ta đăng tải những cái thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước chúng ta. Đồng thời có nhiều bài phản bác lại những cái âm mưu thủ đoạn xấu. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Cao Đức Thái đã nhận lời tham gia chương trình và đã có những cái nhận định cũng như là chia sẻ rất là hữu ích. Thưa quý vị và các đồng chí, có thể nói từ sau Đại hội 12 của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng suy thoái mà Đảng và bộ máy nhà nước dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bước đầu đạt được những kết quả cụ thể, tích cực, đem lại niềm tin cho nhân dân. Vì vậy, những tiếng nói mơ hồ lạc lõng nhằm mục đích đen tối của các thế lực xấu chẳng còn lừa bịp được ai. Chương trình xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.